Brazil nổi tiếng với tài năng và đam mê bóng đá, và sáng ngày 24 tháng 9 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thực hiện chuyến thăm chính thức đến đất nước này. Trong chuyến thăm này, Thủ tướng đã dành thời gian quý báu để đến thăm một trong những câu lạc bộ bóng đá hàng đầu của Brazil, Corinthians, tọa lạc tại thành phố Sao Paulo. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thể hiện sự ngưỡng mộ và tôn vinh đặc biệt đối với nền bóng đá Brazil. Ông đã nêu rõ rằng người Việt Nam có một tình cảm sâu sắc với bóng đá và luôn ngưỡng mộ Brazil với lối đá đẹp mắt và samba nổi tiếng trên sân cỏ. Đội tuyển quốc gia Brazil, được gọi là Seleção, đã nhiều lần vô địch FIFA World Cup với triết lý tấn công và những cầu thủ vĩ đại như Pelé, Romário, Ronaldo, Ronaldinho và Rivaldo. Thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thể thao và bóng đá trong quan hệ hai quốc gia và thể hiện mong muốn gia tăng hợp tác trong lĩnh vực này. Ông đề nghị sự hỗ trợ từ Brazil và câu lạc bộ Corinthians đối với Việt Nam trong việc phát triển bóng đá, bao gồm huấn luyện, đào tạo cầu thủ, cải thiện năng lực quản lý và xây dựng thương hiệu bóng đá. Buổi thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thể hiện tình hữu nghị và mở ra cơ hội mới trong quan hệ thể thao giữa hai quốc gia. Việt Nam, trong thời gian gần đây, đã có nhiều bước tiến và thành tích ấn tượng trong bóng đá và thể thao nói chung, và sự hợp tác với Brazil có thể giúp nâng cao năng lực thể thao của Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ một mong muốn thú vị trong cuộc chuyến thăm chính thức của ông đến Brazil. Ông hy vọng một ngày không xa, người hâm mộ từ cả hai nước và trên khắp thế giới sẽ được chứng kiến một trận chung kết World Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Brazil. Ông tin rằng trong trường hợp đó, không có đội thắng hay thua, mà cả hai đội đều sẽ tỏ ra vui vẻ với kết quả cuộc đấu. Cuộc hội thoại đầy thú vị này đã diễn ra khi Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu của Brazil, Corinthians, tọa lạc tại thành phố Sao Paulo trong chuyến thăm chính thức của ông. Trong buổi gặp gỡ, ông nhấn mạnh tình yêu và đam mê của người Việt Nam dành cho bóng đá Brazil và đội tuyển Seleção. Brazil đã từng nhiều lần vô địch FIFA World Cup với lối chơi tấn công đẹp mắt và vũ điệu samba trên sân cỏ. Để thúc đẩy quan hệ thể thao và tạo cơ hội cho cả hai quốc gia hợp tác, lãnh đạo câu lạc bộ Corinthians đã đồng tình với đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Họ cam kết hỗ trợ Việt Nam trong việc phát triển bóng đá, bao gồm huấn luyện, đào tạo cầu thủ và nâng cao khả năng quản lý. Họ tin rằng sự hợp tác trong lĩnh vực thể thao sẽ góp phần thúc đẩy tình cảm và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Buổi gặp gỡ còn kết thúc bằng việc lãnh đạo Corinthians tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính một chiếc áo cầu thủ số 8 mang tên Thủ tướng, để ghi nhận sự kết nối đặc biệt giữa ông và câu lạc bộ. Ông Phạm Minh Chính đón nhận món quà này với niềm vui và nói rằng bây giờ ông đã trở thành một phần của gia đình Corinthians. Thủ tướng cùng đại diện của câu lạc bộ đã tham quan bảo tàng truyền thống của Corinthians và nâng chiếc cúp FIFA Club World Cup và FIFA Club World Championship để chụp ảnh kỷ niệm. Ông hy vọng rằng một ngày không xa, Việt Nam và Brazil sẽ gặp nhau ở chung kết World Cup, và đây sẽ là một cơ hội thú vị cho cả hai quốc gia.